Chào mừng các bạn đã quay lại với Nghề Trader. Và như vậy là phiên giao dịch đầu tiên của tuần giao dịch đầu tiên sau khi chúng ta kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã trôi qua. Sau cái phiên ngày thứ 6 tuần trước thì gần như là không có nhiều thông tin, không có nhiều diễn biến đáng chú ý, bởi vì thực chất thì lúc đó chúng ta vẫn đang trong trạng thái là của kỳ nghỉ Tết. Cho nên là mình nghĩ là ngày hôm nay chính thức chúng ta bắt đầu vào, có thể nói hôm nay chính thức là phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm nhanh một vài thông tin quan trọng về thị trường với chỉ số VN-Index trong ngày hôm nay. Chúng ta có nhìn thấy một cây nến giảm với độ lớn tương đối mạnh ở mức là -1.3%. Chúng ta thấy là nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy là thị trường chỉ bắt đầu sụt giảm từ khoảng 13:25, tức là sau khi phiên chiều mở cửa được khoảng nửa tiếng thì bắt đầu thị trường đi xuống và đóng nến bằng một cây nến giảm với râu nến dưới không có, thể hiện là áp lực bán thì đang chiếm ưu thế và nó kéo dài đến tận lúc mà đóng cửa phiên giao dịch. Chính vậy nên là nhiều khả năng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một nhịp giảm điều chỉnh của VN-Index sau một nhịp tăng tương đối mạnh từ 980 điểm lên tận 1.125. Hôm nay thì thanh khoản của thị trường đạt mức là 13,6 nghìn tỷ, tức là khối lượng thì gia tăng một chút so với trung bình của các phiên trước. Và nước ngoài thì hôm nay tiếp tục mua ròng 745 tỷ. Như vậy là khối ngoại thì vẫn tiếp tục miệt mài với hành trình mua ròng của mình. Điều này giúp cho thị trường không bị đạp quá sâu. Nên nếu mà hôm nay khối ngoại cũng bán ròng thì có thể cái mức sụt giảm của thị trường không chỉ dừng ở mức 1.3%. Mình nghĩ là trong phiên ngày mai thì thị trường sẽ tiếp tục gặp áp lực bán chốt lời. Có thể là tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân đang muốn chốt lời để có một chút lộc đầu năm, cũng như ngày mai lại là ngày vía thần tài thì có thể là áp lực bán vào ngày mai sẽ còn nhiều hơn, và nhiều khả năng thì với Ichimoku thì nó có thể quay trở lại vùng Tenkan-sen và mức đầu tiên của index có thể giảm trong nhịp này theo mình là vùng 1090, tức là chính là vùng mức Fibo 236, mức Fibo đầu tiên. Còn nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế và khối ngoại giảm mua ròng thì có thể các mức tiếp theo ở mức là 1070, và tiếp theo đó sẽ là vùng quan trọng là 1050, là vùng Fibo 50 của nhịp tăng này. Thì đây là những vùng đặc biệt chúng ta cần chú ý. Và giả sử thị trường có giảm về những vùng này thì nghĩa đây là cơ hội để chúng ta có thể giải ngân vào các cổ phiếu mà các bạn quan tâm, đặc biệt là các nhóm ngành được hưởng lợi từ xu thế vĩ mô hiện tại. Thị trường thì có vẻ như sẽ điều chỉnh và tiếp tục chờ đợi cái phiên họp của Fed sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần này. Nếu như tình hình không có gì thay đổi thì Fed sẽ nâng lãi suất lần tiếp theo là ở mức là 0.25%. Và giả sử có điều này diễn ra thì nhìn chung là nó không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, bởi vì mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì đã được dự báo trước, nên nó sẽ không xảy ra những biến cố bất ngờ. Thì trừ trường hợp Fed nâng 0.5 hoặc là không nâng, tức là không nâng lãi suất, thì điều này dường như là bất khả thi. Chỉ có khả năng cao nhất là 0.25% điểm phần trăm. Bởi vì những thông tin gần đây về cả GDP lẫn chỉ số PCE thì đều khá là ủng hộ cái việc là
Fed sẽ giảm dần cái mức độ nâng lãi suất và tiến tới việc là ngừng nâng, có thể từ quý 2 năm nay, và bắt đầu xem xét có thể hạ lãi suất từ khoảng cuối năm, sớm nhất có lẽ là cuối năm hoặc là sang đầu năm 2024. Thì với thị trường Việt Nam hiện tại thì chúng ta vẫn còn gặp những rủi ro đối với thị trường chứng khoán, đó là việc lãi suất huy động bây giờ vẫn đang rất là cao. Mặc dù sau Tết thì các ngân hàng đã có những động thái tiếp tục hạ, tuy nhiên thì vẫn chưa thể hạ mạnh được, khi mà cái lãi suất điều hành của ngân hàng nước chưa giảm, mà lãi suất điều hành của chúng ta thì thậm chí là còn có thể sẽ tăng thêm khoảng một lần nữa nếu như Fed nâng lãi suất quá mạnh tay. Còn trường hợp kịch bản lạc quan thì lãi suất có thể đi ngang và sẽ bắt đầu có xu thế là hạ trong khoảng quý 2 năm nay. Thì khi đó thì nửa cuối năm nay thì thị trường chứng khoán sẽ có thể dễ thở hơn. Chúng ta có thể đón nhận những nhịp tăng mạnh mẽ hơn của index trong thời gian sắp tới. Ok, như vậy là chúng ta vừa nhận định nhanh thị trường của phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, tuần cuối cùng của tháng 1 năm 2023. Và thị trường đã bước vào một nhịp điều chỉnh. Theo mình đây là một điều hết sức bình thường, bởi vì không thị trường nào có thể lên bền vững một cách là theo một đường thẳng được. Tuy nhiên chúng ta hãy lạc quan về nhịp điều chỉnh này, bởi vì như các nhận định trước của mình thì sau khi nó thoát được một kênh giá giảm này, ta đã có một nhịp hồi phục này. Sau khi nó hồi phục về vùng Fibo tỷ lệ vàng quanh mức 980 đến 990 này, thì bắt đầu một nhịp tăng, và với Ichimoku thì nó đã hoàn tất một sóng nở tăng khi mà nó đóng cửa vượt được vùng 1098. Vì vậy khi mà nó hoàn tất một sóng nở tăng, và trước đó là một setup Sankukoten, setup tăng giá của Ichimoku Genko Hyo, cộng với chúng ta có thể nhìn thấy đám mây tương lai rất là dày, hiện một xu thế tương đối là bền vững. Chính vì vậy mình đánh giá cái nhịp hồi phục này sẽ là cơ hội rất là tốt để các bạn là chưa lên tàu có thể xem xét giải ngân khi mà index hồi phục về các vùng từ khoảng 1070 cho đến 1035. Thì đây chính là những vùng có thể là thấp nhất trong năm nay của VN Index. Tất nhiên thì chúng ta cần phải quản trị rủi ro và quản trị vốn của mình, không phải là all in tại những khu vực này, mà chúng ta cần phải có một hệ thống quản trị vốn, quản trị cái NAV của chúng ta, và sẵn sàng cắt lỗ khi cần thiết. Khi mà index có những dấu hiệu như là phá được đám mây đi xuống này, chúng ta hoàn toàn có thể tạo một mô hình vai đầu vai tại đây, và có thể nó sẽ quay về vùng đáy một lần nữa. Tuy nhiên kịch bản này thì vẫn chỉ là tương lai, còn hiện tại chúng ta vẫn lạc quan về thời gian tới của index. Mặc dù mình nghĩ là trong cuối tháng 1 và đầu tháng 2, VN Index có thể có những mức điều chỉnh, hoàn toàn có thể điều chỉnh khoảng 4-5% trong nhịp này. Tuy nhiên mình đánh giá đây là những cơ hội nhiều hơn là thách thức. Và trong những thời điểm như này, khi mà những tin tức và xấu, những gì xấu nhất mình nghĩ là đã diễn ra trong năm 2022, thì năm 2023 này sẽ nhiều khả năng chúng ta cần phải hành động dứt khoát hơn và lạc quan hơn về một thị trường mà được các yếu tố vĩ mô ủng hộ nhiều hơn là năm 2022. Ok, và mình sẽ kết thúc chương trình nhận định nhanh thị trường cũng như tổng hợp tại thị trường chứng khoán cho ngày 30 tháng 1 năm 2023 tại đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Nghề Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.